hiện tượng cháy xe ấy, thì anh có thể tìm ra nguyên nhân nào cụ thể không? Có lẽ em nên đọc báo chí nhiều nhưng không rõ. Tham khảo trên mạng nhưng mà cũng chưa có những cái câu trả lời thiết thực là cháy gì đâu. À. Rồi thì bọn em kéo về mấy con xe cháy mà chỉ do lỗi là mùa hè họ đi về trong vùng quê là đi vào rơm đúng không? Đấy. Nó quấn vào máy. Bô. Trong khi cái nhiệt bô nó đang cao. Rơm thì nó đang khô. Đúng rồi. Là hai cái nó quấn vào nhau cháy. Cháy. Bốc từ rơm. Chưa nguyên nhân gì mà bốc từ xăng hay là nguyên nhân dò điện hay đâu đâu. Thực ra thì em thì em thấy nó có nói chuyện với ông thợ thì người ta bảo nguyên nhân có một là nguyên nhân mà em không biết là bây giờ các bác thợ có xác định có đúng hay không, đó là tức là khi mà mình đi ấy, xăng của mình đến gần đến cạn đến bình ấy thì cái bơm của mình ấy là nó hút, tức là lúc được lúc không ấy, làm cái bơm của mình nó làm việc quá, nó nóng máy, nó sinh nhiệt, thì có cái hiện tượng đấy có đúng không? Không, trong bơm đấy thực ra cái oxy của bình ấy là nó không có, nó không thể kể cả bây giờ mình bình xăng như thế mình cứ đáp lửa vào mà khiến nó không thể bốc cháy được. Không có cháy được. Thì ví dụ như các cái khi chạy này thì xăng nó tạo hơi thì nó rồi sinh hơi lên không rồi nó sẽ hút nó đốt từ máy rồi thế thành ra là nó không có trong bình, nó không có oxy để mà cháy được. Rồi thế còn là một cái hiện tượng thứ hai mà nhiều ông bảo là tức là cái dây dẫn nhiên liệu ấy nó là dạng cao su đúng không ạ? Một cái dạng cao su mà dây nhiên liệu xăng đấy là nó không phải là cao su mà nó là nhựa rồi cứng, nhựa cứng rồi, nhưng mà tức là hồi xưa cái dây là rất là tốt nhưng mà bây giờ ấy thì là kiểu như do Việt Nam sản xuất thì cái chất lượng cái độ dày nó cũng như cái chất liệu nó không được tốt, có thể dẫn lên là xăng này bây giờ pha ethanol nhiều thì chắc chắn rồi mà nó đã ăn mòn, nó dẫn lên những cái đệ nó bị dạn chân chim ấy, và xăng nó rỉ ra thì nó gặp nhiên liệu động cơ nóng thì nó có thể bùng cháy thôi. Không, gần như là cái đường xăng thì cũng chưa có một con nào nó bị, có trường hợp thì nó bị tức là nó dạng rồi nó sạt gầm đấy hả? Sạt gầm thì nó bị móp méo rồi rỉ chứ còn bình thường là cái đường mà mỏng mà tôn được xăng nó ăn thì cũng chưa có gì. Bởi vì nhá, nếu mà cái đường ấy mà nó dò rỉ ra mà nó gặp bô ấy thì cũng như rơm gặp bô thôi. Thì là áp lực bơm nó bơm mạnh mà nhiệt bô nó nóng là khi nó dò nó phun vào thì chắc chắn nó sẽ nó tạo hơi mà tạo hơi cháy. Nhưng mà cũng chưa có con nào đường xăng lỗi là đường xăng.